Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con đồng hồ thông minh thay thế cho con Xiaomi Mi Band 4 được. Tại vì con này là cũng của Xiaomi và nó là thuộc là công ty con của Xiaomi có tên là Hello và tên mã là LS01. Đây là mặt sau thông tin của cái hộp đây. Và đây là đóng gói rất là đơn giản như thế này. Mình xin nói trước á, là cái clip này sẽ khá là rung. Chắc chắn là sẽ có rung và các bạn coi sẽ bị nhức mắt một chút. Thì mình bị gãy chân, mình đang ngồi rất là khó. Mong các bạn thông cảm giùm mình, tại vì không thể nào mà set up được cái chỗ để đẹp được. Rồi, cái hộp thì đơn giản, nó bên trong thì gồm cái đồng hồ và dây sạc 500 như thế này đây. Đó. Và nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng ha. Màu đen mình để ở đây và màu trắng mình đang đeo trên tay như thế này đây. Đó, nó sẽ có báo tin nhắn. Mình bỏ vô thùng rác cái đi. Đây, khi giơ tay lên á thì đồng hồ nó sẽ hiện giờ như thế này và có các thông tin như thế này, các bạn có thể đổi mặt của đồng hồ rất là đơn giản luôn. Đây, các bạn có thể đổi mặt đây. Vào đây sẽ có các mặt như thế này. Đó, và đồng hồ này là sẽ cảm ứng nha. Nó sẽ có 2, 4, 5 mặt. Tùy bạn chọn thôi. Đó, nhưng mình chọn này đi. Đó. Thì đây là phiên bản đầu tiên của Xiaomi. Thì Xiaomi nó gọi vốn cái con này. Nên phiên bản đầu tiên thì nó sẽ có là tiếng Trung. Sau này thì mình được biết á, thì Xiaomi sẽ sớm thôi, sẽ có cập nhật phiên bản tiếng Anh cho các bạn trên đồng hồ này thôi. Chứ không có gì, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn lo sợ á, thì tiếng Anh hay tiếng Trung thì các bạn chỉ cần nhìn vô biểu tượng là các bạn biết rồi. Chạy bộ, đo nhịp tim, đồng hồ, con này là lá, này là hít thở. Con này là trình phát nhạc, tắt nhạc á. Đồng hồ cài đặt các bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình đây, có 3 nấc. Đó. Rồi. Và bên cạnh hông của đồng hồ nó sẽ là có một nút bấm thôi. Màn hình của đồng hồ này á, là sẽ là 1.3 inch. Nút bấm này thay thế cho nút trở về, nút back á. Và nếu mà bạn vuốt từ cạnh phải qua, ô cạnh trái qua thì sẽ là nút này, là cái này là khi bạn nhấc tay lên thì đồng hồ sẽ tự phát sáng. Còn này là đo nhịp tim liên tục hoặc là ban đêm, chỉnh về ban đêm. Còn cái cuối là định vị điện thoại của bạn, thì các bạn vô app thì các bạn sẽ dễ dễ dùng hơn. Và đây nó sẽ có thông báo tin nhắn ở đây đây, đó, như các bạn thấy. Nếu mà tiếng Việt á, tiếng Việt có dấu á, thì nó sẽ có đôi lúc nó sẽ có bị lỗi phông chữ. Nếu mà tiếng tại vì bạn này đang gửi link order hàng bên Trung Quốc nên các bạn thấy là chữ Trung Quốc không. Chứ thật ra nếu mà tin nhắn mà tiếng Việt á, thì sẽ có tiếng Việt luôn. Nhưng mà có dấu như thế này á, thì nó sẽ bị hay bị lỗi phông chữ thôi. Và mặt sau là sẽ có đo nhịp tim, chỗ cắm sạc đây. Và dây đồng hồ các bạn có thể thay được nhé. Đây các bạn có thể thay được rất là dễ dàng. Chuẩn dây là chuẩn dây phổ thông thôi, là chuẩn dây các bạn có thể ra bất kỳ tiệm đồng hồ nào cũng có thể thay được hết. Đây, để mình tháo ra bên đây luôn cho các bạn xem. Nó rất là dễ dàng. Và nãy giờ mình quên, mình không nói về cái con màu đen. Đây là con màu đen của chúng ta. Đó. Dây thì được làm từ dây cao su khá là mềm ha. Rất là mềm luôn. Màu đen thì cái tính năng thì cũng y chang như như với lại màu trắng thôi. Bao gồm là đếm bước chân nè, chín chế độ thể thao, đo nhịp tim liên tục cả ngày 24 trên 24 luôn, báo thức, quản lý giấc ngủ, và con này chống bụi chống nước là IP68 ha, là các bạn có thể ngâm nước 1,5 m và có thể đi mưa, đi bơi đều được. Và nó có thể nhắc nhở các cuộc gọi đến, tin nhắn, nhắc ngồi lâu khi vận động quá ít, hoặc là tập thở. Là tập thở là cái hình chiếc lá này nè. Đó, hình chiếc lá là tập thở ha. Và nhấc cổ tay lên là các bạn có thể xem giờ như nãy mình đã cho bạn xem. Và con này thì lượng pin thì cực kỳ trâu, Xiaomi quảng cáo là tới 14 ngày lận. Và trọng lượng rất là nhẹ luôn.
Và con này thì các bạn có thể vô app của Xiaomi đây, app của Halo Box. Đây, Halo Box, các bạn tải app về. Và các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở trên đây bằng số điện thoại của các bạn thôi. Rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Và các bạn có thể setup là giới tính nè, ngày sinh, cân nặng và chiều cao, số đo 3 dòng các thứ. Và chế độ bot ở đây là các bạn có thể định vị được cái đồng hồ hoặc là cái đồng hồ của bạn ở đang ở đâu, như định vị ở đây đây, có trên bản đồ đây. Đó, có bản đồ rất là rõ ràng luôn. Như nếu mà tại vì mình gãy chân rồi mình đâu có đi được đâu. Nên nếu ở đây thì sẽ có phần chạy nè. Đi ra ngoài nè. Rồi, map và phần home. Đây. Phần này thì rất là nhiều. Như các bạn có thể điều chỉnh là thông báo các tin nhắn như đây, Facebook, email rất là nhiều. Đó. Đây là mấy cái mình có tải rồi, còn nếu mà bạn có thêm thì add vô thêm thôi chứ không có gì, rất là đơn giản. Hoặc là cuộc gọi đến. Đó. Cuộc gọi đến thì mình dùng điện thoại cùi bắp, mình không có dùng cuộc gọi đến. Báo thức hoặc là nhắc nhở ngồi quá lâu, đo nhịp tim mình để là auto thôi. Chứ đo nhịp tim liên tục thì mau hết pin lắm. Và chế độ bot này. Đó, rất là nhiều chạy đạp, đạp xe đạp, ô chạy bộ, đạp xe đạp, đi bộ, cử tạ, chạy trên máy chạy bộ, leo núi, rồi leo núi hay gì nữa ta? Pin kin là chạy trên máy chạy bộ và yoga. Đó. Rồi music control là có bạn có thể như thế này đây. Đây để mình trình diễn cho các bạn xem zin. Đó, các bạn có thể thấy là đang phát nhạc như thế này, thì các bạn chỉ cần vô cái hình mà đĩa than như vậy ha, nhấn đây một cái đó là chỉ ngừng nhạc, hoặc nhấn một cái nữa là phát nhạc tiếp tục. Hồi nãy mình quên nói với các bạn một cái là nếu các bạn vuốt từ dưới lên thì các bạn sẽ thấy là đây, tin nhắn, nó báo tin nhắn liền luôn nè, là các bạn sẽ thấy là mục tiêu mình để mình setup ở trong trong app á, là 8.000 bước một ngày á, là một ngày các bạn có thể đi bao nhiêu bước nè. Đó, đi được bao nhiêu km nè và tiêu tốn bao nhiêu calo. Lại tin nhắn nữa rồi. Đó, có chữ Khê nhưng mà chữ Nguyễn thì lại bị mất dấu. Đó, và thông tin chi tiết nó nằm ở đây hết. Rồi, nếu mà các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để số điện thoại ở đây và link mua hàng miễn phí vận chuyển ở bên dưới cho các bạn vô mua hoặc là xem thông tin của món hàng ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.